còn xe nữa. Mến chào các bạn. Hôm nay mình cho các bạn xem thu hoạch gốc hoa giấy Mỹ và cùng xem cắt sửa lại những bộ rễ hoa giấy Mỹ để dưỡng lại và ghép ngũ sắc như thế nào nha các bạn. Thì đây là những cái bộ rễ của cây hoa giấy Mỹ, và khi thu hoạch đó các bạn, thì như các bạn đã biết đó là mình phải thu hoạch nhánh trước, xong rồi mình mới đào tới những cái bộ rễ này lên. Đây, khi đào như thế này nè, và đem vào chỗ mát chất lại. Đây là những cái bộ rễ nó đã được đào lên từng bộ rễ hết. Những bộ rễ rất là độc lạ luôn các bạn. Đây là cái cách trồng mà không biết cách trồng mà nó cũng được cái bộ rễ đẹp nè. Khi đào lên đó thì trước tiên các bạn phải thu hoạch cái hơm giống. Hơm giống thì làm tiếp tục lại cây giấy nhỏ nha các bạn. Còn đây là những cái bộ rễ để mình chuẩn bị bắt đầu ghép vô hoa giấy ngũ sắc. Và mình để vô chỗ mát nè. Thì khi thu hoạch xong thì các bạn phải cắt tỉa lại những cái bộ rễ cho nó gọn gàng hơn. Đây, cắt hết này nha các bạn. Và mình làm sạch hết nha các bạn. Sạch đất luôn. Nhìn cái bộ rễ nó nè. Các bạn thấy không? Nó vừa sạch mà nó vừa lạ nữa. Thì đây là những cái bộ rễ hoa giấy mà nhìn nó cũng giống như là những cây củ nhân sâm vậy đó các bạn. Nhìn rất là độc đáo luôn. Nhìn nó trắng, nó đẹp luôn á các bạn. Nhưng mà đây là cái cách trồng, vì không biết cách trồng nên cái bộ rễ nó cũng chưa đạt chuẩn đẹp luôn á các bạn. Thì cái clip sau mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết luôn để các bạn trồng được một bộ rễ hoa giấy rất là đẹp. Cái này mình trồng theo cái cách này thì trong vòng 10 tháng thu hoạch, nhưng mà cái cây nó không được lớn và rễ không đẹp. Nó không được đẹp lắm, nó bị nhỏ cây nữa các bạn. Thì với cái cách trồng mới thì clip sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem nha. Thì trồng là 4 hoặc 5 tháng là thu hoạch, cái cây nó sẽ to và rễ nó sẽ đẹp hơn như thế này luôn nha các bạn. Tại vì sớm mình là liên tục trồng hoa giấy và xem coi cách trồng nào mà tạo cho nó cây hoa giấy nó đẹp hơn, độc lạ hơn, nên mình sẽ hướng dẫn giúp các bạn xem cùng mình luôn và học hỏi kinh nghiệm của sớm hoa giấy của mình. Cái bộ rễ hoa giấy này các bạn thấy không? Mỗi cái cây là mỗi dáng khác nhau hết trơn. Thì như các bạn thấy đó, thì cây mai mình sửa rễ được, thì cây hoa giấy mình sửa dễ hơn nha các bạn. Tại vì cây mai mình đào mà khơi khơi nó đứt cái gốc á, gốc cái nó thì nó dễ bị chết. Còn cây hoa giấy thì khi các bạn đào lên á, các bạn còn phải cắt gọt cái rễ nó gọn lại nữa nè, cho nó gọn thiệt gọn nè, và nó không sợ chết đâu nha các bạn. Và các bạn sẽ tạo dáng cho cái gốc hoa giấy này được hết, tại vì cái rễ này nó cũng mềm cũng dẻo. Mà nếu các bạn tạo dáng độc lạ thì các bạn phải chọn cây giống nó nhỏ hơn. Chứ cây này thì trồng 10 tháng rồi, nên có những cái rễ á, nó chắc, nên mình uống nó không được. Còn cây nhỏ nhỏ các bạn uống theo ý tưởng của các bạn thì uống được hết nha. Sau khi các bạn làm sạch cái bộ rễ như thế này và cắt tỉa cho nó gọn gàng, thì các bạn sẽ đem vô chậu, nhúng thuốc đem vô chậu nha các bạn. Và cái cách mình hướng dẫn trộn phân á, thì mình đã hướng dẫn cho các bạn xem rồi, chắc các bạn cũng nhớ. Đó là 2 phần sơ dừa, 2 bao sơ dừa, 1 bao rơm mục á, phân rơm mục, và nửa bao trấu tươi
là các bạn cũng xài như những cây hoa giấy mới ra thôi. Cái phân đất của cây hoa giấy á, để mình dưỡng cái bộ rễ á các bạn. Thì các bạn chôn cái bộ rễ xuống á, thì các bạn chừa nó lên. Ít thôi chứ không được nhiều nha các bạn. Đây, cho nó hỏng hỏng lên như thế này thôi. Và khi dưỡng á, thì mỗi cái bộ rễ nó khác nhau hết, thì các bạn tự sửa lại. Lúc mà các bạn vô phân á, các bạn sửa cái dáng nó lại ở phía dưới cái đáy chậu á. Các bạn sửa theo kiểu quấn rễ hoặc là dạng mà nó bung ra, bung cái rễ ra á các bạn, cho nó hỏng ra, hoặc là nó quấn quấn á, nhìn nó lạ hơn. Là ở dưới chậu các bạn, khi mà các bạn vô chậu á, thì các bạn nhớ là tự sửa cái bộ rễ nó lại luôn. Tại vì mình trồng cây hoa giấy Mỹ này là chủ yếu mình lấy cái rễ nè các bạn, thì mình tạo những cái dáng độc lạ. Còn không thì nó cũng rất là đẹp rồi. Bình thường là cái rễ nó cũng lạ và đẹp rồi đó các bạn. Nhưng mà nếu mà có sự tiếp tay của mình vô á, thì cây hoa giấy mình nó sẽ đẹp hơn nha các bạn. Và các bạn dưỡng như thế này, các bạn cho nó hỏng lên như thế này trên mặt, chôn cái rễ nó xuống, chừa nó lên như thế này và các bạn để dưỡng lại. Các bạn dưỡng nó, khi dưỡng thì tưới nước cũng ít thôi, đừng tưới nhiều. Và nhớ là cắt tỉa những cái đọt non đang ra để cho cái cây nó tốt hơn. Rồi khi mà làm như thế này nè, rồi cây nó sẽ tự nó phát triển ra, thì cây nó sẽ đâm rễ ở dưới và nó ra tược nó đẹp hơn nha các bạn. Cái cách trồng của cây cây hoa giấy Mỹ này là 10 tháng. Mà những cái bộ rễ thì cũng đẹp, nhưng mà nó không có độc đáo bằng cái cách trồng mới sau này các bạn. Cái cách trồng mới sau này cây nó vừa lớn nhanh mà cái bộ rễ nó sẽ đẹp hơn nhiều luôn. Chứ nó không như những cây hoa giấy này, mà mình thu hoạch nhanh hơn. Còn những cây giấy này thì mình thu hoạch nó bị nhỏ, nó không có được phát triển to hơn. Là trồng 10 tháng đó các bạn. Trong khi mình trồng thì mình thu hoạch hàng loạt. Thì mỗi cây nó khác nhau, mỗi bộ rễ nó đều khác nhau hết luôn nha các bạn. Và có những cái cây nó nổi trội đó các bạn, nhìn nó rất là đẹp luôn. Nhìn cái gốc nó rất là lạ, nó khác luôn, tùy theo cái chủ đất đó, chứ nó cũng không có giống nhau đâu các bạn. Có những cây nó gặp cái chỗ đất tốt hơn đó các bạn, nó sẽ phát triển cái bộ rễ nó to mà lớn lắm luôn, nổi trội hơn. Trong cái đám này là mình phải phân chia từng cây lớn nhỏ. Như cái gốc này các bạn thấy nó to đùng không nè. Wow, cây này là bán mấy triệu luôn đó các bạn. Cái bộ rễ này nè các bạn thấy không? Đó, nó to hết biết luôn, là giấy Mỹ luôn nha các bạn. Mà sao nó phát triển tốt lắm, cũng trồng trong vòng 10 tháng gì đó. Còn mấy em này thì nó nhỏ nhỏ, nên phân loại từng loại lớn nhỏ khác nhau luôn. Chứ không giống nhau. Và khi làm thì nhớ che chắn cho nó mát nè các bạn. Và nhất là sợ nước mưa nha các bạn. Nước mưa mà nó lọt vô á, thì cái cây các bạn dễ bị hư lắm. Tại giấc này là các bạn đang là dưỡng cái rễ nó lại cho nó đẹp, và nó sẽ phát triển tốt. Rồi các bạn mới ghép hoa giấy ngũ sắc vô. Tại cái này là chuẩn bị là hàng này là để ghép hoa giấy ngũ sắc hết nha các bạn.
ghép hàng loạt luôn những cây này. Những cây rễ như thế này còn nhỏ nè, các bạn quấn nó lại thì được. Còn những cái rễ to quá thì mình nó cứng, mình sửa nó rất là khó. Nên nếu mà các bạn mà muốn dáng độc lạ hơn á, thì các bạn sửa nó tầm khoảng 4-5 tháng. Đây các bạn thấy cái rễ này không? Mình khi mình làm á, mình sửa nó lại á, ở dưới á, cái đế á, rồi khi mà nó bám rễ chắc á, các bạn cho nó hổng lên á, nó rất là đẹp luôn. Nè, thấy không? Rất là độc lạ luôn. Các bạn thấy cắt không? Cắt hết trơn à. Cắt cho nó gọn gọn lại hết, chứ không phải là các bạn đào lên rồi các bạn để lại vậy rồi các bạn trồng. Mà các bạn đào lên rồi các bạn phải làm cho nó sạch đất hết, rồi các bạn cắt gọn lại hết luôn nè. Tất cả các rễ con đồ mình cũng cắt gọt hết. Nhìn cái rễ hoa giấy nó đẹp. Và khi trồng nè, các bạn thấy không? Trồng nè, dưỡng nó nè. Nhìn nó hay lắm. Từ cây hôm giống nhỏ xíu mà khi mà nó mọc ra những cái bộ rễ nè, nhìn lạ ha các bạn. Và bán thì nó có rất là giá trị luôn, nếu mà mình ghép hoa giấy ngũ sắc. Đó các bạn thấy không? Những cây hoa giấy Mỹ này nè, trồng trong 10 tháng là cách trồng cũ đó các bạn. Chứ nếu mà cách trồng mới đó là các bạn trồng 4-5 tháng là được như vậy, thậm chí lớn hơn. Mà cái cũ nó rất là đẹp luôn nha. Mình kêu cái cũ hoặc là cái rễ hoa giấy á, Mỹ nhìn nó độc lạ lắm. Ở đây thì mênh mông hoa giấy luôn các bạn ơi. Cái xóm mình nó rất là nhiều, bà con dòng họ trồng rất là nhiều luôn các bạn. Nên mình qua luôn luôn quay cho các bạn xem liên tục. Nếu mà có cách trồng nào mới hay lạ, độc thì mình sẽ quay cho các bạn cùng xem với mình. Rồi mình xin cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn được nhiều vui vẻ, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống.